Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item, thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể, và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì để mà lấy được ba cái vật phẩm này thì nó khá là dễ các bạn. Thì ba cái vật phẩm này nó sẽ được các YouTuber ở nước ngoài nó share nha các bạn. Thì các bạn chỉ cần tìm một cái YouTuber ở nước ngoài mà nổi á, thì người ta sẽ share và có livestream các bạn. Thì các bạn chỉ cần gõ tên của người ta, xong rồi các bạn follow. Sau khi các bạn follow thì có khi là các bạn phải đợi tầm một phút thì nó mới hiện cái chữ join ra cho các bạn. Còn nhiều khi thì các bạn bấm follow một phát thì nó hiện ra chữ join luôn các bạn. Nhưng mà các bạn phải xem những cái YouTuber đó phải on nha các bạn. Thì đấy, khi mà các bạn bấm follow rồi đó, thì nó sẽ hiện ra chữ join. Và các bạn chỉ cần join vào đó, thì các bạn có thể vào lấy được cái vật phẩm này một cách miễn phí nha các bạn. Thì tại vì khá là đông các bạn nên là nó sẽ cho mình cái hàng chờ. Thì sau khi mà cái hàng chờ đếm ngược về không đó, thì các bạn có thể vào được server nhá. Thì khi đó thì các bạn chỉ cần chạy đến cái chỗ người ta đang AFK và các bạn chỉ cần nhặt cái đó thôi là các bạn đã có được cái item này rồi nhé. Và nếu các bạn thấy video này hay thì đừng quên để lại cho mình một like cũng như là một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video mới nhất từ mình. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Thank you.